Rồi bây giờ em muốn tìm một cái người mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Đến với chương trình thì em hy vọng là em sẽ gặp được một anh như trong mơ của em thôi. Cao 1m62 đến 1m70 là được rồi. Cao hơn thì có được không? Dạ lỡ cao quá hả? Dạ em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cái bản mặt hả? Chị thay em, chị qua chị coi cái bản mặt coi sao nha. Chào em. Em mét nhiêu vậy cưng? Dạ em mét 8 ạ. Mét 8 luôn em ơi. Được không? Được hay thôi bỏ? Không, em coi mặt ảnh như thế nào nữa, cái tính cách của anh đó như thế nào nữa chị? Tính tình đúng không? Dạ, sống thiện lành ạ. Không hút thuốc. Em hút thuốc không? Dạ không chị. Không hút thuốc. Có thiện lành không? Dạ có. Có. Và có bàn chân đẹp á chị. Em thích con trai có cái gót hồng á. Trời ơi, trai mà gót hồng hả? Em thích cái gót em coi ơi. Hay là xám? Gót này hồng chưa chị Vân? Không, gót có màu vàng rồi. Trai quá. Gót làm ruộng không à? Gót mày đen rồi. Sao gót em có coi hồng không? Dạ chắc cũng gót em cũng như gót anh Linh. Như gót anh Linh luôn hả? Con trai gót hồng khó lắm chị Hai ơi. Nghĩa là nó chết rồi. Kiểu đẹp á anh. Đẹp đẹp á, bàn chân đẹp, có đẹp không? Bàn chân đẹp á. Đâu em thử em bỏ đôi giày ra coi đâu chị. Chị coi giúp em với chị. Đưa gót cái lên chụp hình gửi qua bển thôi. Tao tìm người yêu nó phải rõ ràng. Không, cái gót bạn này cũng hơi hồng. Gót bạn này không phải là vàng trong như là của anh Linh, đúng không? Hả? Gót này nó cũng rất lẻ lắm rồi. Đưa mượn coi. Nè, nó gửi qua coi hình luôn đi. Ừ. Đó. Đó, cái bàn chân đó, đây cái gót này hồng đó. Dạ coi ở trên cái chân này nè chị. Trời ơi. Ở cái trên này nè chị, cái nào? Cái mu bàn chân, lông chân hơi nhiều được không? Lông chân ít thôi chị. Gì nữa? Dạ em cũng hơi nhiều lông á. Bạn này nhiều lông cho bạn không biết bạn trai có nhiều lông. Chân không có lông đúng không? Dạ không, ít thôi chị. Ít chút đỉnh thôi. Ít lông hả? Giật giá thôi, giật giá. Ở chân lên dưới chụp luôn coi. Rồi. Kiểm tra hai hình nè, coi đi. Rồi cũng hườm hườm thôi em, không có nhiều. Quẹt nha. Quá, dạ, được à. Quẹt quá còn lộn được, hình rồi. Nữa nha. Rồi đúng gu luôn rồi. Đúng rồi. Chưa? Trời ơi, hồi hộp tôi cũng mướt mồ hôi luôn nè. Rồi đó, đây, bây giờ anh coi bên nhà gái tôi đó. Dạ, em chào ta anh. Đẹp, dạ, ta có quyền. Gái. Em nói cái gu của em đi, chị chụp luôn hình gửi cho em nè. Thích có cái nụ cười có duyên. Có duyên, khỏi quá chụp. Duyên rồi. Với quá có duyên. Mình nhìn nó hơi phúc hậu một tí. Rất là phúc hậu luôn. Rồi, gì nữa? Chân tay gì có chụp hình gì không? Tay hơi dịu dàng. Có nhiều lông được không? Không. Không hả? Dạ. Đâu có nhiều, cái này giảm giá chút đỉnh thôi à, không có nhiều. Được rồi. Nè, đây nè. Chụp hình cho nó mới tin chứ. Chụp hình luôn. Nay tôi còn là chụp hình tay chân lông lá vậy không rồi trời. Nè. Được chưa? Nhanh được. Thế không làm mối nó cũng khổ vậy. Khổ lắm. Dạ, có lấm đồng tiền không à? Cười coi, rồi đó, ngon luôn. Còn gì nữa không? Để chụp luôn lúc. Dạ thôi. Tôi thấy cái trường hợp này nên cho các bạn gặp nhau đi. Chứ giờ hỏi người thân đó. Thì đương nhiên phải hỏi người thân rồi. Chứ bây giờ không là chụp hình từ sáng tới chiều. Đúng rồi đó. Không nổi đâu. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và em gái cùng các chị đồng nghiệp ạ. Dạ em chào chị Hồng Quang. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em là Kiều, là dì của Bí Như. Em đến từ Bình Định. Em có nhận xét bạn trai bên này như thế này. Bạn trai này rất là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định. Được đã Bí Như ơi. Được ạ. Yeah. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với hai anh chị cùng đồng hương ạ. Dạ đầu tiên em xin chào anh Huyền Linh và chị. Rồi mình thấy hai bạn có nhiều điểm chung là cùng ở Bình Định, cùng hiền lành, cùng thiện tính. Khi hai bạn đến chương trình này thì các bạn có cái duyên với nhau. Mình nghĩ là hãy tiếp tục cái duyên đó và tiến tới với nhau. Em cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn em. Mở rào đi. Mở rào. Mở rào. Hôm nay đến chương trình thì anh có một món quà tặng gửi tặng em. Thì cái cây này là cây hạnh phúc, thể hiện sự may mắn, là một ngôi nhà. Đó nó cũng thể hiện là cái ước mơ của anh, là có một gia đình nhỏ sống hạnh phúc bên một cái mái nhà đầy cây xanh và hoa. Dạ em cảm ơn anh. Dạ đến với chương trình em cũng gửi tặng anh một món quà. Cái này đôi giớ à. Giống như lúc nãy em có nói là em con trai có bàn chân đẹp, nhưng mà đó không có nghĩa là lý do mà bàn chân xấu thì em không thể mở lòng mình. Tặng đôi vớ để bảo vệ gót sen chân hồng. Gót sen hồng. Dạ.
Cái cây này là cây của em tự trồng hả hay sao? Cái này là em tự trồng từ cái thiết kế cái bối cảnh. À, em tự làm hết á. Rồi hai đứa ngồi đi, ngồi nói chuyện đi. À, không biết là cái cảm nhận của em đầu tiên khi gặp anh là như thế nào nha? Dạ em thấy anh thiện lành. Chỉ có cái chiều cao là nó ngoài sức tưởng tượng của em đúng không? Dạ đúng rồi em. Nhưng mà đẹp không? Dạ đẹp à. Anh có cảm nhận gì về em ạ? À? Mở rào ra thì tim anh nó hơi đập hơi loạn. Anh muốn hỏi em á nhiều hơn một tí. Dạ. Rồi cái hình mẫu người yêu của em như thế nào? Chân thành, thật thà và biết quan tâm chăm sóc. Dạ. Có một cái câu nói này mà anh cảm thấy là rất là tâm đắc, là khi đời đã khổ rồi xin yêu đừng có khổ. Nên là anh muốn có một cái người yêu của mình á, biết quan tâm chia sẻ, và khi mà cả hai gặp khó khăn gì đó thì cả hai cùng nhau cố gắng để vượt qua. Nếu như mà chúng ta hôm nay có đến được với nhau, sau này mà mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp, anh sẵn sàng vào đây với em chứ? Anh cũng có cái dự định là trong khoảng tầm hơn một năm đến một năm rưỡi thì em cũng sẽ chuyển vào trong này. Dạ, anh có thể hát tặng em một bài hát được không? Dạ. Đứng lên. Ừ, hả? Cho nắm tay nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao nhau phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình nguyện chung lối nhé em người ơi. À, rồi là câu chốt hạ là câu cuối rồi. Đó. Thấy hai bạn này rất là hợp, tâm đầu ý hợp, nói chuyện cũng rất là hợp với nhau, gần như là nó rung rinh trái tim của chàng trai bình định luôn rồi. Ừ. Mà cô gái cũng có cảm giác là có cái duyên nào đó, hình như duyên âm chẳng hạn, nó đến với mình không? Hai bạn vậy gần như là nó hợp với nhau từ lúc nào đó rồi đó, mà ngày hôm nay nó xuất hiện ở trên sân khấu này. Còn em gái cảm giác thế nào? Cảm giác tuyệt vời á. Tuyệt vời, tuyệt vời. Em à, tuyệt em không vời. Nói nên không biết nói gì luôn. Em cảm ơn chương trình rồi, em cảm ơn chương trình ạ. Chúng ta để tay vào hát thôi nào. Chuẩn bị, chúng ta sẽ bấm nút hay là không bấm nút? 3, 2, 1 hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay liền. Bây những giờ nụ cười là rất là mãn nguyện. Và chúc mừng các bạn. Bây giờ trước mắt mọi người, gia đình hai bên thì em trai hứa điều gì đi. Em chào các chị. Thì em cũng, trước tiên thì em cũng cảm ơn chị và chương trình đã có tạo cho em một cái cơ hội để được quen biết bạn nữ. Thì em cũng qua cái chương trình này thì em cũng xin hứa là sẽ cố gắng để mình được sớm được gần nhau hơn. Rồi. Và chắc chắn một nụ hôn đầu tiên sẽ nụ hôn đầu tiên. Rất là dễ thương. Hai đứa rất là tự nhiên luôn á. Bé này nó cực kỳ thật thà luôn. Đúng rồi. Chúc mừng hai em.